Xin kính chào quý khán giả của HTV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày và sau đây là một số tin đáng chú ý. Nếu Covid-19 tiếp tục lây lan chậm, thì trường học và nhà hàng trong quận Cam sẽ được mở cửa trở lại vào giữa tháng 9 Nhà hàng của Trung Quốc sập lúc có tiệc mừng sinh nhật 29 người chết. Tổng thống Trump tới thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Laura. Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt 25 triệu. Ấn Độ bí mật đưa tàu chiến tới Biển Đông khiêu khích Trung Quốc. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì Covid-19 tiếp tục lây lan chậm lại ở Orange County và nếu xu hướng này tiếp diễn thì trường học và nhà hàng trong quận hạt có thể được phép mở lại khoảng giữa tháng 9 theo The Orange County Park và hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 8 Orange County hiện đang nằm trong vùng tím thuộc hệ thống theo dõi Covid-19 mới của tiểu bang, nhưng quận hạt sắp chuyển sang vùng đỏ, tức là một loạt nơi được phép mở cửa trở lại, theo các chế chức của quận hạt. Nếu Covid-19 tiếp tục lây lan chậm và Orange County chuyển sang vùng đỏ, chẳng bao lâu nữa, nhà hàng được phép tiếp khách bên trong đến 25% sức chứa và trường học được phép mở cửa trở lại. Hôm thứ Sáu, Tổng quản trị là Frank Kim cho hay nếu tình hình đại dịch ở Orange County tiếp tục cải thiện, theo dự trù đến ngày 8 tháng 9, quận hạt sẽ được phép mở lại trường. Theo hệ thống theo dõi Covid-19 mới của California, thì tiệm tóc và khu mua sắm khắp tiểu bang có thể tiếp khách bên trong 25% sức chứa kể từ thứ Hai ngày 31 tháng 8. Quay sang phần tin khác, thì các nỗ lực cấp cứu này đã chấm dứt tại một nhà hàng hai tầng lầu ở vùng phía bắc của Trung Quốc, vốn bị đổ sập lúc đang có tiệc mừng thọ 80 tuổi của một cư dân nơi này, khiến 29 người chết, theo chế hữu trách vào hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 8. Cơ quan cấp cứu nói rằng có 28 người khác bị thương tích với 7 người trong tình trạng trầm trọng sau khi tòa nhà bất ngờ đổ sập vào hôm thứ Bảy. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao mà tòa nhà bị sập cũng như số phận của những người có tiệc mừng thọ 80 tuổi hàng trăm nhân viên cấp cứu với sự trợ giúp của chó đánh hơi cùng các máy móc thăm dò tối tân đã hụt tìm kiếm trong đám đổ nát, nâng lên từng tảng bê tông với hy vọng tìm thấy người sống sót. Tờ báo China Daily của nhà nước Trung Quốc nói rằng tòa nhà sập xuống lúc 9 giờ 40 phút sáng thứ Bảy. Bản tin này nói rằng cơ quan có trách nhiệm về an toàn công cộng sẽ chỉ huy cuộc điều tra về vụ này. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vào hôm 29 tháng 8 tới thị xác các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Laura ở Louisiana và Texas, theo Reuters. Theo hãng tin của Anh Quốc, thì Tổng thống Trump không gặp các cư dân địa phương. Cơn bão với sức gió lên tới 240 cây số một giờ đã ập vào Louisiana sáng sớm ngày 27 tháng 8, gây hư hại nhà cửa, làm đổ cây cối và khiến hơn 650.000 người mất điện ở Louisiana và Texas. Cơn bão cấp 4 làm ít nhất là 15 người thiệt mạng. Tham đốc Esquire coi Laura là một cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Louisiana, vượt qua cả Katrina, vốn là bão cấp 3, khi nó ập vào tiểu bang vào năm 2005. Đề cập tới những người thiệt mạng thì theo Reuters, Tổng thống Trump nói rằng đó là con số rất lớn nhưng nó có thể đã tệ hơn nữa. Tình cho hay, Tổng thống Trump đã ký vào một tuyên bố thảm họa đối với Louisiana vào hôm 28 tháng 8, giúp tiểu bang này nhận được hỗ trợ của liên bang sau Louisiana, Tổng thống Trump sẽ bay tới Orange, Texas để gặp các quan chức, theo Reuters. Quay sang phần tin khác, thì số người nhiễm virus corona trên khắp thế giới vào hôm 30 tháng 8 hôm nay đã vượt quá 25 triệu ca, theo thống kê của Reuters. Và Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày. Hãng tin của Anh Quốc nói rằng, dữ liệu mới nhất cho thấy sự dịch chuyển tâm điểm của dịch bệnh từ Mỹ và khu vực Mỹ Latin sang Ấn Độ tin cho hay hôm 30 tháng 8, Ấn Độ xác nhận con số nhiễm mới trong vòng một ngày ở mức 78.761 ca, vượt kỷ lục ghi nhận ở Mỹ hồi giữa tháng 7 là 77.299 ca và nâng tổng số nhiễm toàn cầu lên 25 triệu. Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 hiện gấp số người lâm bệnh vì nhiễm cúm hàng năm trên thế giới ít nhất là 5 lần, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Reuters, tới nay, hơn 840.000 người đã tử vong vì Covid-19, tức vượt quá số ca thiệt mạng vì cúm mỗi mùa. Và kính thưa quý vị, vốn nằm trong khoảng từ 290.000 tới 650.000 người. Quay sang phần tin đến từ Ấn Độ, thì hải quân của Ấn Độ đã bí mật triển khai một tàu chiến tới Biển Đông sau vụ đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đất liền, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 6, theo truyền thông của Ấn Độ. Thông tin về tàu chiến được cử tới Biển Đông không được tiết lộ, À, nhưng đây là một trong các tàu chiến của Ấn Độ đang hoạt động gần Biển Đông. Hải quân Ấn Độ cũng triển khai thêm một nhóm tàu chiến tới gần eo biển là Malacca, chiến lược để theo dõi tàu chiến của Trung Quốc. Việc triển khai được giữ bí mật tuyệt đối vì không muốn thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ vào thời điểm căng thẳng với Trung Quốc. Trong thời gian hoạt động trên Biển Đông, tàu chiến của Ấn Độ đã trao đổi thông tin qua các kênh bảo mật với tàu chiến của Hoa Kỳ tại khu vực. Trung Quốc sau đó đã phát hiện sự xuất hiện của tàu chiến Ấn Độ, nhưng chỉ thể hiện sự phản đối qua các kênh ngoại giao. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng vào giữa tháng 6 sau vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp là Gangwon. Truyền thông Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã ủ mưu từ trước khi dùng gậy gọc, gắn đinh, sắc tấn công binh sĩ Ấn Độ đang tuần tra không vũ trang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.